Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một cái web app các bạn ha. Thông thường thì để kết hợp với IoT thì mình sử dụng cái Node.js kết hợp với Android, đó là một cái lợi thế rất là khủng khiếp rồi ha. Riêng cái việc mà PHP thì bây giờ mình cảm thấy sau một thời gian tìm hiểu mình thấy nó làm hơi khó hơn cái thằng Node.js các bạn ha. Nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn ha. Lúc này thì chưa các bạn ha, cái này là chưa có public các bạn ha, biết là còn một lộ trình nhất định các bạn ha, cho nên tôi đừng có thắc mắc tại sao. Bây giờ tôi vui tôi public các bạn ha, bây giờ các bạn chỉ xem thôi ha. Ok, cái này các bạn ở trong cái này đúng không, đang xuất ra đi ha, log out đi. Ok, cái này nó sẽ gồm những cái gì các bạn ha. Cái này là mình viết bằng là Node.js các bạn ha. Node.js kết hợp đăng nhập là mình sử dụng là cái Firebase. Đây cái đăng nhập là mình sử dụng Firebase đấy các bạn ha. Cái server lưu dữ liệu là mình sử dụng cái server là MQTT các bạn ha. Bạn thấy không? Đó, đây là cái server MQTT của mình, các bạn thấy chưa? Đó. Cái này thì mình dùng cái cái loại MQTT này đó, bạn thấy không? Đó. Dùng miễn phí ha. Đăng nhập các bạn ha. Thì mình đăng nhập vào ở trong cái Firebase này là mình dùng nó thuộc tính là các bạn biết nó dùng thuộc tính gì không? Những tính là cái method đăng ký á. Sorry các bạn, phải cái này. Ok, đợi tí các bạn, đây ha, đăng ký này, singing method là mình cho bật enable ha. Tôi dùng giới thiệu sơ các bạn thôi. Chúng ta đang vào ha, chúng ta đăng nhập ha. Anh xem đăng nhập một cái tên bất kỳ các bạn ha, nó báo là gì, mình nhập sai nó báo lỗi không đó, nhập sai chưa. Ok, đây thiếu tên đăng nhập hai chẳng hạn. Ok không, sai đúng không? Ok, nó sai đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ đúng mật khẩu để nhập vào đúng chưa? Ok, nhập vào đó, bạn ha, đây ha, đây nhập vào cái này ứng dụng mình có thể làm rất là nhiều thứ các bạn ha, không cần ha. Ok, chúng ta phải đợi nó, nghĩa là gì? Chúng ta phải khởi tạo server. Đây là cái server dùng Node.js các bạn thân đang chạy không? Node.js đang chạy lọc khó, thấy chưa? Ok, nó hơi chậm kỳ đó. Ok, nó bị lót gì rồi, nó nhập vô đúng chưa? Đó, ví dụ hiện tại bây giờ là nó có 3 cái đúng chưa? Nó có 4 cái, giờ tôi demo các bạn, tôi xóa một cái đi ha, C2 tôi xóa đi ha. Ok, xóa đi, chịu thêm cái mới hả, như là gì đó, như là cái gì? Cái demo chẳng hạn đúng không? Tên demo đi, tên gì đó, chẳng hạn. Okay. Ví dụ thôi các bạn ha, email.3.bng chẳng hạn, tên nữa ha. Ok, không có gì được ha. Ok, rồi tôi sẽ demo cho các bạn cái, giả sử bây giờ tôi demo cho các bạn cái tem này ha các bạn ha. Cái tem này nó chờ là nhiệt độ đấy ha. Click vào đây. Click vào đây tôi thấy là gì? Cái đây là cái gì các bạn ha? Đó. Trong cái phần là phần là gì? Spraylist này là các bạn sẽ cấu hình cho cái server là MQTT các bạn ha, đây. Cái server MQTT nó đâu các bạn ha, đây mình vào là gì? Này các bạn vào đây ha, đó là cái server MQTT của mình đây các bạn ha. Đó ha. Đó, mình vào đầu tiên là mình vào listen on extend đúng không? Đó, mình click vào đây mình chọn nó sẽ có cho các bạn like đó ha, mình cảm ơn này, mình subscribe đây các bạn. Oh no, subscribe đây, click đây các bạn, setting các bạn ha, mình cảm ơn các bạn thấy chưa, cảm ơn này, cái server này, cái bọc thấy chưa, đó gì, cái mật khẩu username password này các bạn thấy chưa. Ok ha, đó thì như sau bây giờ tôi sẽ có thể tôi demo cho các bạn xem một cái tài khoản, giả sử như tôi làm một cái tài khoản mới như này nha, tôi làm một tài khoản mới, tôi lấy cái test một đi ha. Ok, tôi sẽ lấy tên này đúng không, tôi copy tên này, tôi sửa tên lại các bạn, sửa tên lại đúng không. Ok, tôi lấy cái view này đó, cái tên này. Ok, cái password này các bạn. Ok đúng không, đó password này ha, password đây. Ok, cái bọn này nha các bạn, web socket ha, mình đang dùng web socket đúng chưa? Mình sale lại các bạn ha, mình sale lại vào đây mình xem nha, lần thứ vào phần database mình coi thử nó có chưa các bạn. Ok, nó trong cái mục là MQTT các bạn ha, để xem đây đúng cái tên này chưa, đó ok chưa các bạn thấy chưa, như anh em bắt qua là đúng không. Đó, bây giờ mình sẽ test ha, mình quay lại topic, mình vào gì spraylist đúng không, mình lựa chọn cái cam biến, sẽ xem bây giờ lựa chọn ở đây là gì, nhiệt độ đúng không, mình click vào đây mình coi là gì, nó là temperature đúng không, mình sẽ click vào ok đây đúng không, mình sẽ vào cái này của mình rồi bạn ha, vào cái phần gì, web socket hay web
khắc kết đó bạn ha. Các bạn mình sẽ bấm gì notify này các bạn ha, nó sẽ gửi cho trường một là ok đúng không, mình sẽ lấy mình bây giờ mình tiến hành gửi độ luôn ha. Đó. Bây giờ mình gửi 30 lên đúng không, 30 lên send này đó ha. Sau này các bạn chỉ cần mà các bạn cấu hình cho nó đem show hoặc là cái một cái phần cứng của bạn, các bạn gửi lên cái server MVT là được đúng không ha, nó đem show hoặc là kết hợp với các cái phần cứng nào mọi lần internet được các bạn ha, Raspberry cũng được các bạn ha, rất là dễ dàng. Tương tự các bạn thấy không đó, giờ là gì 40 chẳng hạn đúng không, xem cái tập nào thay video không, ok 25 chẳng hạn đó hay gì đó thấy không, 50 chẳng hạn, ok đó, ví dụ là vậy ha, 30 đó bạn thấy chưa. Ở chúng ta có một cái biểu đồ như vậy các bạn ha. Tương tự tôi cũng có thể demo cho các bạn qua cái gì, tôi lựa một cái bất kỳ ha, chọn cái demo đi ha, demo đi, cái demo nó là gì, cái gọi là demo đúng không, demo à, tôi mình click vào đây mình chọn gì, mình click vào notify nó sẽ gửi demo đúng không, ở thì các bạn cứ vậy thôi, ok nó đang đã kết nối được xem thành công thì nó sẽ lên thôi đúng không, nó sẽ gì 20 đến 200 đến hạn đúng không, đó lần nữa coi các bạn đây coi, ok 30 chẳng hạn, ví dụ như vậy các bạn ha. À, tôi làm một nữa ha. Đó. Nó là như vậy, thử lần nữa các bạn. 25 đây cho thêm một cái nữa cho nó phong phú ha. Ok đó. Nãy giờ tôi làm như vậy ha. Okay. Thì chúng ta sẽ có được một cái trạng đó ha. Cái thời gian cụ thể các bạn ha. À, tại vì cái thời gian này chính xác lắm ha các bạn ha. Đó thì chúng ta có đúng không? À, các bạn vào đây, các bạn vào chỗ đây, các bạn thấy tên tôi mail được này ha, ok là support thì có này các bạn ha, đó thì support này ha, đó cái Nam Hải này, ok rồi các bạn ha. À, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ các bạn ha, hôm nay là ngày mới rồi, xin chào. À, thì các bạn có thể ứng dụng là gì các bạn ha, bây giờ là gì ha, nói luôn các bạn. À, thì có nghĩa là như thế này nè. À, bây giờ chúng ta có thể là gì, à, thay vì chúng ta dùng ThinkSpeak này các bạn, tôi thấy như tôi dùng ThinkSpeak rồi, cái việc mà gửi dữ liệu lên ThinkSpeak nó tốn một cái khoảng thời gian này đây cũng khá là lớn đó các bạn, cho nên là mình kết hợp nó không được mềm gì lắm các bạn ha, cho nên là chúng ta tìm cái này rất là hay. Ok xin chào các bạn.